Xin chào quý vị, một nhà hàng Việt Nam mang tên là Tank Noodle ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Mới đây đã đã nhận được rất nhiều thư đe dọa và thư cam ghét, tiếng Anh gọi là hate mail, có nghĩa là thư cam ghét. do chủ nhân nhà hàng đã đi biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vừa qua. Sau đây xin kính mời quý vị chúng ta theo dõi tiếp các bản tin này thì ở đây chúng ta thấy là một cái post ở trên Facebook à, cho thấy gia đình của uh, gia đình ông Lý và đây có thể là cậu uh, cậu Lý Thiên hoặc Lý Thiện đó cậu này uh, 33 tuổi đã cùng gia đình uh, cha mẹ đã cùng cha mẹ uh, và và có thể là mẹ vợ của cậu đã bay qua từ ở Chicago uh, đã bay từ Chicago qua Washington DC để dự cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống Trump thì đây quý vị thấy cái thác đề là fight for trump là có nghĩa là hãy đấu tranh cho tổng thống trump thì quý vị thấy tiếp tới đây là một cái post khác của cô lý là cô này là con gái của uh, trong gia đình thì uh, cô đã nói là tôi đã không có mặt ở đó được chung với gia đình tôi để ủng hộ uh, quý vị trong tinh thần thì ở đây chúng ta thấy hình của uh, uh, một chùa cũng là uh, cái, cái, cái chị đây chắc cũng là À, chị thu lý đây à, mình đoán vậy xin lỗi nếu mình không à, nói đúng tên chị xin xin phép gia đình à, bỏ qua cho mình thì à, đây là chị hình ảnh của chị à, trong cái cuộc biểu tình vào ngày à, à, mùng 6 tháng giêng vừa rồi sau khi gia đình rời hoa thịnh đốn washington dc và bay trở về chicago vào ngày hôm sau là ngày thứ năm ngày mùng 7 tháng giêng vừa rồi họ đã nhận được rất nhiều thư cam ghép và những lời đe dọa. Thưa quý vị, vì cái tiệm Tank Noodle ở Chicago này là một tiệm ăn, ăn Việt Nam. Thì uh, những cái thực khách khi mà họ tới một nhà hàng ăn ở Mỹ nói chung hay là rất nhiều nơi trên thế giới nói chung thì có một cái trang trên Internet gọi là trang Yelp. Và ở đó những cái thực khách họ hay cho điểm một cái nhà hàng nào đó. Tuy nhiên mới đây có những thực khách họ không đồng ý với những cái cái việc mà chủ nhân của cái nhà hàng này là gia đình ông ông lý đây đã bay qua chicago à, từ chicago đã bay qua washington dc để mà ủng hộ tổng thống trump họ không đồng ý với cái quan điểm chính trị đó thì bù lại họ đã lên cái trang dọc này và họ đã đăng những cái à, những cái lời nói mà nói lên những cái quan điểm của họ về chính trị thì nó không đúng với cái nội dung của cái trang dọc thì và bù lại họ cho chỉ có một 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 store có nghĩa là họ cho chỉ có một 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 ngôi sao thôi có nghĩa là họ đánh giá cực kỳ thấp điều đó không có nghĩa là nhà hàng không không nhà điều đó là họ đánh giá hoàn toàn sai là tại vì cái nhà hàng này nấu ngon chứ không phải là không nhưng mà cái đánh giá như vậy không có trung thực thì sau đây khi mà quý vị vào cái trang dọc của nhà hàng tank noodle thì quý vị sẽ thấy à cái cái trang cái cái công ty dọc này họ đã có những cái câu nói sau đây là họ thấy có những cái bất thường, cái hoạt, cái hoạt động bất thường ở đây là họ nói là cái thương cái cơ sở thương thương mại này mới đây đã nhận được quá mức chú ý của công chúng. Điều này có nghĩa là chúng ta đến trang này để những người đến trang này đó đã nói lên quan điểm của họ về những về tin tức có nghĩa là tin tức họ nghe trên tin tức là họ thấy gia đình ông lý đây đi qua bên kia biểu tình đó quý vị à, là không phải là trải nghiệm của những người tiêu thụ khi đến cái cơ sở thương mại này cái câu này họ nói rất đúng và chúng tôi tạm thời vô hiệu hóa những lời đăng trong trang này à, khi chúng tôi làm việc để mà điều tra thì à, mình xin thưa quý vị và những cái thông tin những cái lời họ đăng đó mình cảm thấy nó không có đúng nơi đúng chỗ và cái đó là cái quan điểm riêng của họ thành ra mình mình xin phép là mình không có đăng những cái lời nguyên văn của những cái lời post trên giao của cái những cái người mà họ không có đồng ý cái chứng kiến đó ở đây. Thì trong gia đình có thể đây là hình của cậu anh con trai à, 33 tuổi là anh Lý Thiện hay Lý Thiên gì ha. À, và đây là những lời phát biểu của anh gia đình của anh lý thiên hoàn toàn không hay biết gì về cuộc bạo loạn hôm đó đã diễn ra ở tòa nhà quốc hội hoa kỳ à, trong suốt thời gian này gia đình ông lý đang biểu tình ủng hộ tổng thống trump ở trước khuôn viên tòa bạch ốc anh lý thiên nói tiếp gia đình ông lý không có mặt ở nơi diễn ra bạo loạn là trụ sở quốc hội à, hoa kỳ và chỉ tham gia biểu tình ở tòa bạch ốc mà thôi à, chúng tôi, chúng tôi đây là gia đình ông Lý đó, không phải là những người bạo loạn. Những sự kiện diễn ra ở tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ thật khủng khiếp. Hôm đó là một ngày đau buồn cho đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi thật không tin nổi những sự kiện đang tiếp diễn bây giờ. Một nhà hàng Việt Nam ở Mỹ bị buộc hoàn trả gần 700.000 đô la cho nhân viên sau khi bị phát hiện vi phạm quy định về luật lao động Mỹ. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, nhà hàng Tank Noodle ở Chicago phải hoàn trả 697.295 đô la tiền lương cho 60 nhân viên sau khi cuộc điều tra của Bộ phát hiện nhà hàng vi phạm hàng loạt quy định về lương tối thiểu và giờ làm thêm. Ngoài việc không ghi lại chính xác số giờ làm thêm của nhân viên, không trả lương trực tiếp cho nhân viên phục vụ, cuộc điều tra còn phát hiện nhà hàng Tank Noodle đã thu toàn bộ tiền boa mỗi ngày và chia đều cho tất cả nhân viên phục vụ bao gồm cả quản lý. Đây được xem là việc làm bất hợp pháp vì theo luật, ban quản lý không được phép ăn chia tiền bò. Ngoài ra, Thang Nudo còn vi phạm quy định vì không trả lương phụ trội cho nhân viên làm việc hơn 40 tiếng một tuần. Thông báo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, Thank Nudo đã ký thỏa thuận hoàn trả tiền lương cho nhân viên vào ngày 7 tháng 12 năm 2020.